Thưa quý vị, chiều nay ngày 16 tháng 12 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá tình hình, đề ra giải pháp cụ thể nhằm giảm số ca chuyển nặng, tử vong, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng cường hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đây là cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh biến chủng Omicron xuất hiện mà WHO cảnh báo lây lan nhanh, độc lực chưa thể đánh giá hết, do đó kêu gọi cả thế giới tiếp tục cảnh giác, không được lơ là chủ quan. Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình trong nước hiện nay diễn biến còn phức tạp, tại một số tỉnh, số ca tử vong chưa kiểm soát được, vấn đề y tế dự phòng và y tế cơ sở chưa được quán triệt, tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc, cho nên khi diễn biến phức tạp sẽ bị lúng túng. Vì vậy, cần tập trung bàn giải pháp tăng tốc tiêm chủng. Trong đó, chúng ta đã đề ra kế hoạch đến ngày 15 tháng 12 là phải hoàn thành tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên. Thế nhưng hôm nay đã là ngày 16 tháng 12 mà chưa hoàn thành. Do vậy, phải phấn đấu chậm nhất trong tháng 12 phải hoàn thành tiêm vaccine đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương cần thống kê chi tiêu cho phòng chống dịch năm nay để tính toán, dự trù nguồn lực phòng chống dịch cho năm 2022, tránh không bị động, lúng túng bất ngờ. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đợt dịch thứ tư đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, cả nước đã ghi nhận trên 1,4 triệu ca mắc, hơn 1 triệu người đã khỏi bệnh. Bộ Y tế nhận định tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh tại 44 tỉnh, thành phố. Nguyên nhân là do sau khi thực hiện nghị quyết 128 và quyết định 4800, các hoạt động xã hội, người dân giao lưu đi lại bình thường, trong khi đó mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng. Cùng với đó, biến chủng Delta với tốc độ lây lan nhanh, biến chủng Omicron khi lan rộng trên thế giới thì có thể sẽ xâm nhập vào nước ta trong khi người dân có tâm lý chủ quan, không thực hiện quy định về phòng chống dịch 5K, đặc biệt là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Về vaccine và thuốc điều trị COVID-19, đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, Việt Nam đã tiếp nhận gần 169 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã tiêm được trên 135 triệu liều, tỷ lệ sử dụng đạt 88%, tỷ lệ tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên trên 127 triệu liều, từ 12 đến 18 tuổi tiêm được trên 7,6 triệu liều. Tính trên toàn bộ dân số đã tiêm được 77% liều mũi 1, 60% liều mũi 2. Đến nay, Bộ Y tế cơ bản đã bảo đảm đủ nhu cầu đối với các thuốc phòng chống dịch, đặc biệt là với 46 thuốc quy định tại quyết định số 2626 của Bộ Y tế. Về năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, tại nhiều trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh không có đủ diện tích làm việc, nhiều trang thiết bị quá cũ nên không đáp ứng được yêu cầu. Một số tỉnh không có kho lạnh để bảo quản vaccine. Số lượng nhân lực y tế dự phòng thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng, thừa cán bộ ở các bộ phận chức năng nhưng thiếu các cán bộ chuyên môn, đặc biệt là bác sĩ. Bộ Y tế đề xuất những ngày tới cần thường xuyên rà soát, cập nhật các cấp độ dịch, bám sát với thực tế tình hình dịch, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn COVID-19. Cùng với đó là truyền thông, nâng cao ý thức người dân, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phải dựa trên nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc cộng biện pháp điều trị phù hợp, cộng công nghệ, cộng đề cao ý thức người dân, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng, vaccine phòng COVID-19, điều trị và thuốc điều trị COVID-19 và nâng cao năng lực y tế cơ sở. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày hôm nay, cả nước tiếp tục ghi nhận thêm 15.270 ca mắc COVID-19. Thông tin cụ thể sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Tính từ 16 giờ ngày 15 tháng 12 đến 16 giờ ngày 16 tháng 12, Việt Nam ghi nhận thêm 15.270 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 15.267 ca ghi nhận trong nước. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 241 ca tử vong do COVID-19. Hiện tổng số ca tử vong là 28.857 ca. Trong ngày có thêm 1.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.493.237 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.064.461 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ khẩn cấp thuốc kháng virus và cho phép khẳng định trường hợp mắc COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp thuốc kháng virus Monopiravir 50.000 liệu trình điều trị, Favipiravir 20.000 liệu trình điều trị. Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Y tế cho phép khẳng định trường hợp mắc COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên. Cụ thể, ngoài xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, tỉnh Cà Mau sẽ khẳng định những người dương tính với SARS-CoV-2 trong các trường hợp. Người bị nghi ngờ nhiễm bệnh có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính. Những người không có triệu chứng, không có yếu tố dịch tễ liên quan người nhiễm bệnh, nhưng có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với hai loại test nhanh khác nhau. Trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì sẽ xét nghiệm RT-PCR để khẳng định. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 16 tháng 12, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ tạm dừng dịch vụ test nhanh SARS-CoV-2 cho hành khách sau hơn 5 tháng triển khai. Theo lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, dịch vụ test nhanh SARS-CoV-2 tại sân bay Nội Bài được triển khai từ tháng 7 nhằm kịp thời hỗ trợ cho những hành khách có nhu cầu để đi máy bay. Tuy nhiên hiện nay do lượng khách sử dụng dịch vụ test nhanh khi đến sân bay Nội Bài giảm mạnh, trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 của hành khách khi đi máy bay chiếm tỷ lệ lớn, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã thống nhất với Bệnh viện Đa khoa Melatech tạm dừng dịch vụ test nhanh SARS-CoV-2 tại cảng từ ngày hôm nay. Tại dự thảo thí điểm áp dụng biện pháp phòng chống dịch với người nhập cảnh bằng đường hàng không đang lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 thì chỉ phải cách ly tại nhà, khách sạn, nơi lưu trú trong 3 ngày. Bộ Y tế yêu cầu tất cả những trường hợp trước khi nhập cảnh vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề xuất chỉ cách ly tại nhà, khách sạn, nơi lưu trú trong 3 ngày và làm xét nghiệm PCR vào ngày thứ 3. Nếu kết quả âm tính từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 14, người nhập cảnh chỉ phải theo dõi sức khỏe thay vì phải cách ly tập trung 7 ngày sau đó như hiện nay. Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Những trường hợp này xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Tỉnh Hải Dương cho phép hoạt động trở lại dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 16 tháng 12, vận tải hành khách bằng xe ô tô hoạt động trở lại bình thường. Các đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ cấp độ dịch tại các địa bàn để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Đối với địa bàn cấp độ dịch 1, 2 hoạt động bình thường. Đối với địa bàn cấp độ dịch 3 hoạt động không quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện. Đối với địa phương dịch cấp độ 4 dừng hoạt động vận chuyển hành khách. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách bắt buộc phải đi qua địa bàn dịch cấp độ 4 thì không được dừng đỗ.